câu hỏi của chương trình. Dạo này sao da hết rỗ vậy? Em bái phải không? Em sẽ ngủ mấy lần. Ok thôi chị mời Đức ngồi dậy nha. Để Đức xem. Thì đây là Đức điều trị lần này là lần thứ hai phải không em? Em lần này là lần thứ ba rồi chị. Lần thứ ba, đúng rồi. Coi như trước đó là hai lần rồi. Hôm nay là lần thứ ba. Thì thường hai lần trước điều trị thì Đức thấy cái phần sẹo của mình nó cải thiện như thế nào em? Sẹo đầy lên một tí và mụn coi như là giảm hẳn luôn. Liệu trình này thì như chị chia sẻ với Đức là mình làm phải ít nhất là 10 lần. Mà em mới có hai lần và lần thứ ba thì lần này chưa thấy đâu. Mỗi lần làm sau đó về là phải độ chừng mấy ngày sau thì bắt đầu mình mới thấy cái hiệu quả, đúng không? Đúng. Thì coi như là mình hiệu quả của hai lần thì mới có được có 20% thôi. Mình còn 8 lần nữa là liệu trình của mình tới 10 lần lận. Là em đẹp luôn. Đó, lần con ngon lành luôn á. Đức nhớ là cái lần đầu tiên. Em nhớ chứ. Đó, lần đầu tiên Đức sâu lắm. Thì là sâu này. Nhưng mọi người thấy là cái sẹo mình nó sâu. Thì chắc ngày xưa là Đức cũng bị mụn phải không? Dạ đúng rồi. Thời bị trẻ nóng viêm. Xong rồi cũng thanh niên mà. Ăn chơi bận không có dưỡng. Không dưỡng phải không? Đó chị nhìn thấy. Đá banh gian nắng. Đó gian nắng. Mà vấn đề mụn của em, vậy chị thấy cái chỗ phần này là nó bớt rất là nhiều này. Dạ, dạ bớt đúng rồi. Rất là nhiều mụn này. Dạ. Đó, rồi cái phần sẹo thì nó cũng đã được đầy lên. Dạ. Mà vấn đề quan trọng nữa là cái công nghệ này là cái công nghệ hay được FDA công nhận nha Đức nha. Thì Đức thấy là nó, thứ nhất là nó không có làm tổn thương da của mình. Thứ hai nữa là khi mình điều trị đó, thì mình nó có hai cái mức sóng nó kết hợp với nhau. Một là radio frequency, nó kết hợp với lại ánh sáng. Thành ra hai cái công nghệ để tác hợp lại với nhau để cho da của mình vừa trẻ. Em thấy đỡ dầu hẳn và đỡ mụn hẳn. Mà chị thấy nó cũng sáng da nữa bởi vì nó có vấn đề trẻ hóa. Thì rõ ràng là so với cái lần trước khi điều trị của Đức này, cái màu da cũng như là cái phần này nó sâu hơn. Thì so với bây giờ sau 2 lần là mới có 20% thôi. Lần này dù lần thứ 3 nhưng mà kết quả là phải có vài ngày nữa mới thấy. Mà đã được cái hiệu quả như vậy rồi thì thôi Đức cứ tự tin. Lần này làm cho da mình đẹp hơn, rồi mình phong độ, mình đi trình diễn, mình tự tin hơn. Nói chung là da của anh Đức mà sẹo rỗ mà được điều trị hết là chắc chắn mà ai cũng phải nể. Thành Mai cứ bị đi lên trên truyền hình, bị ăn hiếp hoài, cứ bị chính hành nói về vấn đề da hoài. Lần này là coi như Thành sẽ không còn tìm cái đường nào để mà ngồi gọi là dìm hàng. Cảm ơn Đức rất là nhiều. Và bây giờ chị mời Đức tiếp tục.